nói chung là kính thưa các loại kính. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, gia đình hai bên chúng tôi tổ chức lễ hạ chầy cho hai cháu. Và tôi không đồng ý quan điểm của mẹ cô dâu. Bởi vì đây là đã một cái kinh nghiệm xương máu trong cuộc đời của tôi. Ngày xưa khi đi hỏi vợ, bố vợ tôi cũng nói rằng một câu: ông bà, bố mẹ chỉ có duy nhất một đứa con gái, thì bố mẹ dành hết tình thương yêu cho nó. Thế nên đêm động phòng, con cứ nửa một thôi, không làm khổ, đừng có làm khổ con gái bố thế. Thế thì tôi thì cũng nghe lời bố vợ, cũng nửa một. Thế nên trái đi đến đâu đến đâu. Thế tôi cũng chỉ có nửa một. Thế bố vợ, thế vợ tôi bực mình quá mới hỏi: sao anh cứ không cả đi, anh cứ nửa. Thế bảo nhưng mà bố dặn là chỉ được một nửa thôi. Thế là bắt đầu cô dâu mới đập bàn, đập giường, đập chiếu. Thế ông ấy để một nửa để ông ấy ăn này. Đúng lúc đấy bố vợ đang đứng ở ngoài cửa để dình xem là mình có làm theo lời ông ấy không. Thế là ông ấy đạp cửa ông xông vào: đã thế mày cho cả vào cho ông.